Mới 14 tuổi, Phương Mỹ Chi đã vướng phải nhiều cú phốt để đời. Cô ca sĩ nhỏ tuổi này liên tục gặp phải scandal chỉ với vài năm bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Từ sau cuộc thi giọng hát Việt Nhí năm 2013, Phương Mỹ Chi lấy lòng được nhiều khán giả ở mọi độ tuổi bởi giọng ca ngọt ngào và cuộc sống của bé dân ca cũng thay đổi theo hướng tích cực sau chương trình. Tuy nhiên, nổi tiếng quá bất ngờ, mọi hoạt động của Phương Mỹ Chi đều nhận được sự quan tâm chú ý từ đông đảo khán giả. Có lẽ việc đối mặt với áp lực thành công từ sớm đã khiến cuộc sống của cô bé đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mới chỉ gần 4 năm trước, bước chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi liên tiếp đứng phốt khiến hình ảnh đẹp của mình ngày nào đang dần mất điểm trong mắt người hâm mộ. Sự cố đầu tiên của Phương Mỹ Chi đó là sau khi bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt Nhí. Với sự xuất hiện dày đặc trong các chương trình từ Nam ra Bắc, nhiều khán giả đã có ý cho rằng cô bé không tập trung vào việc học mà tranh thủ sự nổi tiếng để kiếm tiền. Khán giả còn sửng sốt hơn khi biết gia đình đòi 600 triệu cho việc thu âm 10 ca khúc phục vụ cho việc kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ. Ngoài ra, giá tham dự sự kiện của cô bé là 5.000 đô la Mỹ, giá đi hát sự kiện là 30 triệu đồng ở thời điểm đó. Nhiều người đánh giá Phương Mỹ Chi hét giá như vậy là quá cao, tương đương với những ca sĩ đã đi hát lâu năm. Phương Mỹ Chi đã bị không ít khán giả tỏ ý không hài lòng khi chưa từng công khai nói lời cảm ơn Hiền Thục, người thầy đã tận tâm dìu dắt em vào những ngày đầu. Nhiều nguồn tin cho rằng việc Hiền Thục không mời chị Bảy đến hát trong live show riêng do nữ huấn luyện viên không đồng tình với thái độ của Mỹ Chi. Trước thông tin này, Hiền Thục lên tiếng, mọi người đừng suy nghĩ thiếu tích cực về bé Chi. Phương Mỹ Chi không thể tham gia được show của Thục vì trùng với ngày em ấy có lịch biểu diễn tại Hà Nội. Đây là lý do chính xác mà mọi người phải thông cảm cho em. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi đã bị phản ứng dữ dội về phong cách ăn mặc có phần người lớn. Quell'aria brillante
Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerando, delle belle te bando a riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle te bando a riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, quando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, colonne, vie, salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non più vrai quei penachini, non più vrai quel cappello, non più vrai quella chioma, non più vrai quell'aria brillante. Non più vrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle te mando a riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle te mando a riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Che rovino alla vittoria, alla gloria militar, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Sau quảng cáo Việt Anh người phán xử mua nhà tiền tỷ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, căn hộ của anh thuộc một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Bộ phim Người phán xử đã trở thành một hiện tượng phim truyền hình Việt Nam. Đã từ lâu mới có một bộ phim khiến cho người xem được sống cùng với nhân vật như vậy. Những thành công của bộ phim đã nhanh chóng đưa tên tuổi các diễn viên tham dự như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, Việt Anh, Hồng Đăng đã lên với một tầm cao mới. Không chỉ có mức cát xê cao ngất ngưỡng với những dự án phim sắp tới, các diễn viên này còn nhận được hàng loạt các hợp đồng quảng cáo, tham dự event khủng. Không ngoa khi nói Việt Anh là diễn viên trẻ được chú ý nhất trong bộ phim Người phán xử, vai diễn Phan Hải của anh để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem. Với độ phủ sóng mạnh mẽ của mình, Việt Anh liên tục xuất hiện trong các show quảng cáo và sự kiện giải trí. Tên của Việt Anh bỗng dưng là một cái khóa vô cùng hot, được nhiều nhãn hàng săn đuổi. Chính nhờ sự nổi tiếng này mà mới đây diễn viên Việt Anh cho biết rằng anh sắp mua một căn hộ tiền tỷ nhờ thu ngập khủng sau khi tham dự bộ phim Người phán xử. Căn hộ sắp tới của Việt Anh sẽ nằm trong khu chung cư cao cấp của Hà Nội. Mặc dù hiện tại căn hộ vẫn đang trong quá trình trang trí nội thất, nhưng nhiều người hâm mộ đã thực sự thích thú khi xem những bức ảnh thiết kế xa hoa của nó. Căn hộ thiết kế với gam màu trắng và vàng kim là chủ đạo. Căn hộ hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng những hình ảnh thiết kế cũng đủ khiến nhiều người phải ghen tị. Chỉ nhìn nội thất cũng có thể đoán được căn hộ có giá không hề nhỏ. Những hình ảnh hoàn thiện căn hộ được Việt Anh chia sẻ lên trang cá nhân. Thực hư chuyện Ngọc Trinh và Khắc Tiệp sang Úc chụp ảnh cưới.
Thông tin Ngọc Trinh và Khắc Tiệp âm tầm sang Úc chụp ảnh cưới đang khiến khán giả không khỏi xôn xao. Chiều ngày 2 tháng 8, Khắc Tiệp đã thực hiện một clip livestream trên trang cá nhân về hậu trường chụp hình cưới với Ngọc Trinh tại Úc và khiến dư luận ngay lập tức dậy sóng. Ngay sau đó, Ngọc Trinh và nhà thiết kế Đỗ Long cũng đăng tải hình ảnh hậu trường lên trang cá nhân. Trước hành động này của Khắc Tiệp, Ngọc Trinh và nhà thiết kế Đỗ Long, nhiều khán giả không khỏi tò mò về thực hư buổi chụp hình. Nếu như rất nhiều khán giả mong muốn đây sẽ là buổi chụp hình cưới thật sự, thì không ít người lại cho rằng đó chỉ là bộ ảnh PR cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long. Một số sao Việt như ca sĩ Lệ Quyên, Quỳnh Nga cũng để lại bình luận clip mà Khắc Tiệp đăng tải với hàm ý vui đùa. Chính vì thế mà phần đông khán giả tin tưởng rằng đây chỉ là buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long mà Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đảm nhận. Đặc biệt trong clip livestream mà Khắc Tiệp đăng tải, anh cũng sơ ý nói rằng bộ váy cưới nằm trong bộ sưu tập mới nên càng giúp thông tin này chắc chắn hơn. Hiện tại, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp cùng ekip đang ở Úc nên chưa có câu trả lời gì cho sự việc này.